Dạ vâng, em xin chào các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em lên cho các một bộ dàn của hãng Đà Lông, có mã là ME55. Đấy, thì với cái bộ sản phẩm này thì nó rất là phù hợp cho những bác nào mà thích nghe nhạc bolero các bác nhá. Đấy, hay là nhạc kiểu remix này cũng sướng. Cái dòng này thì em bán rất là chạy các bác nhá, bán rất là chạy và được rất là nhiều người sử dụng, và đều gần như ai mà đã mua rồi thì hầu như là đã quay lại mua bộ thứ hai. Đấy. Cái dòng này thì không những nhà em bán rất là nhiều nhà bán, nhưng mà phải nói là cái lượng bán ra kinh khủng khiếp các bạn, thực sự quá như vậy. Đấy, quá nhiều luôn. Thứ nhất là về cái giá thành bây giờ là nó được đang được hỗ trợ rất là nhiều về cái tiền vận chuyển. Cái thứ hai đó là cái chất âm của những cái dòng này nó lại hay các bạn. Đấy. Về kích thước thì em sẽ đo luôn nhé. Bát này thì nếu mà đo theo bát tiêu chuẩn của hãng thì nó là bát 14 này. Chiều cao của vỏ loa là 26.5 này. Chiều rộng là 16 này. Chiều sâu là 22.5 và tính cả căng 23. Đấy. Con này về như là nó không có căng đâu các bạn. Vâng. Đấy, giờ xíu rồi tí này. Đấy, còn máy thì rộng là 21 này, sâu là 33 này và chiều cao của nó là 14 này. Đó. Về thức tiếng Bắc các bác có thể nhìn thực tế nhá. Đấy. Tức là so với mặt bằng chung của hàng bãi là còn rất là đẹp. Các bạn vâng, còn rất là đẹp luôn. Công suất của máy đạt 50W một loa. Đấy, của công suất của loa nha, đạt là 50W một loa. Công suất của máy đạt 70. Đấy. Có các đường analog, đường AV này. Đấy, có là một ra ba cổng vào. Một cổng đầu ra và ba cổng đầu vào. Thì dưới này là để dành cho những bác nào sau này có thể ghép thêm súp của nó nhé, là dòng súp riêng đặc biệt của nó là để nâng cấp thành bộ dàn 3.1. Đấy, ngoài ra thì con này có thể kết nối được cả làm giải mã được. Đấy, tức là có thể là kết nối Smart TV. Ở đây thì em đang kết nối với cả máy tính. Đấy, còn ngoài ra thì các bác có thể kết nối với TV cũng được. Đấy, thích kết nối với cả máy tính điện thoại thì mình có thể mua một cái dây như thế này nhá. Đấy, một đầu của nó là AV, đầu con này là jack 3.5. Đấy, còn đường quang nó sẽ hai đầu như nhau. Thì các bác ở đây, em đã cắm nhầm cổng out, đây là quang out, còn đây là quang in này. Đấy, quang in. Rồi, quang kết nối rồi, máy tính kết nối rồi. Đấy. Con này mà đêm thử nó vẫn chạy nhá. Đấy, CD thì mắt nó hơi kém tí. Cơ ra vào thì ngon nhưng mà mắt thì hơi kém tí. Bởi vì các dòng DVD này thì hầu như con nào về mắt nó cũng sẽ bị kém các bạn. Đấy. Còn MD con này thì vẫn chạy. Đấy, có cả chỉnh bát tép trên này các bạn nhá. Nghe nhiều bát thì đưa về on, nghe ít thì đưa về off. Bát này, đấy. Tép này. Tăng giảm tùy theo sở thích của mình nhá. Nó tăng từ âm 10 tới dương 10. Ba tép đều như vậy nhá. Về giá của bộ này thì nếu mà như tầm năm ngoái nhá, các bác mà mua một bộ như này thì nó rơi khoảng là đâu đó nó khoảng là 3.2 đến 3.3. Đấy, tuy nhiên năm nay thì chi phí nó được hỗ trợ rất là nhiều. Thì bộ này hiện tại bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra là 2.550.000 nhá. Là các bác đã có một cái bộ sản phẩm như này. 2.550.000 là các bác được tặng kèm theo một cái đổi nguồn và một cái dây điện thoại nhá. 2550 là một cái đổi nguồn, một cái điện thoại đã được tặng kèm theo. Đấy. Sau đây em tiến hành test cho các bác này. Đầu tiên là em sẽ test nhạc trên điện thoại này. Chuyển này. À, nhạc máy tính nhá. Đấy, đây là bài hát trên máy tính này. Đấy, máy tính nó đang chuyển bài các bạn. Đang sang một bài mới. Đó. Thank you.
Một ngày vừa quen nhau ta đã chốt thù yêu để chuộc lấy cô liêu. Đấy, đây là nhạc từ trên máy tính, còn đây có nghe nhạc từ đường quang nhá, OPT này. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em buông lơ, buông tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cần như nước đổ lạnh. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phủ hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phụ nhau thêm nữa khi mai không còn. Đấy là nhạc ở trên đường quang, tức là từ TV xuống các bạn nha. Đây là nhạc từ trên TV xuống. Còn có mà thích nghe MD nhá, MD thì có chỉ việc nhấn cho em play của MD này. Đấy, con này MD em thử thì vẫn chạy. Đấy. Rất là bốc nhá. Hơi đánh rất là mạnh luôn nhá. Đây. Đánh khỏe lắm các bạn. Vâng. Bát của nó bát 14 mà, thế nên nó đánh ra ma lắm, hơi nó đánh ra kinh khủng khiếp luôn. Này, hơi ở hai cái thông rồi. Có thằng em để tờ giấy mà nó đánh dã man luôn, bật luôn, kinh khủng. Đấy thì em nói là gì ạ, con này bát của nó đánh rất là căng và ấm cực kỳ luôn. Nhiều con đánh căng nhưng mà nó khô các bạn, nhưng mà với cái dòng này đánh căng nhưng mà ấm. Đấy, thế tại vì sao mà lại nhiều bác lại ưa chuộng những cái dòng này như vậy? Đấy, thứ nhất là về giá nó hợp lý, cái thứ hai là về chất âm nó thực sự quá hay đi, quá hay trong cái tầm giá. Cái thứ ba nó là gì ạ? Bền, quá bền các bạn. Vâng, hàng của Nhật mà, quá bền. Chỉ cần các bác lưu ý cho em là về cắm đúng điện 100V nhá. Nhớ cho em là phải cắm chuẩn điện 100V, 110 hay là 120 vẫn chết như bình thường nha. Phải chuẩn chỉ 100 bởi vì đây là hàng của người dân bản địa của Nhật người ta dùng. Thế nên là bắt buộc phải dùng chuẩn điện 100 giống người ta nhá. Đấy. Rồi, em xin chào và kết thúc video tại đây các bác nhá.